viên thuốc và nuốt viên thuốc xuống. Nó sẽ đi theo thực quản vào dạ dày. Trong dạ dày, nồng độ axit dạ dày rất cao. Điều này làm cho vỏ ngoài của viên thuốc tan chảy nhanh chóng. Axit dạ dày cẩn thận kiểm tra từng viên thuốc đi vào dạ dày. Một số loại thuốc không thể chống lại sự ăn mòn của axit dạ dày và bị loại bỏ. Tiếp theo, thuốc đến với hàng rào thứ hai trong cơ thể con người, đó là ruột. Thuốc phải đi qua lớp nhầy trong ruột. Đó là một lớp màng bảo vệ được tạo thành từ nước và protein nhầy. Ở đây tiết ra các chất tiêu hóa như muối axit carbonat và mật. Muối axit carbonat và mật sẽ làm cho chất béo trở nên dễ hòa tan. Chỉ có những loại thuốc mạnh mẽ mới có thể phá vỡ vòng phòng thủ này để tiếp cận tuần hoàn máu. Nó bắt đầu hành trình nhanh chóng trong cơ thể con người. Máu sẽ vận chuyển. Thuốc đến các cơ quan trong toàn bộ cơ thể. Trong quá trình này, thuốc sẽ trải qua quá trình chuyển hóa trong gan, thận và các cơ quan khác. Một số loại thuốc sẽ mất hoạt tính trong quá trình này, trở thành chất vô hại. Cuối cùng, sau khi thuốc hoàn thành nhiệm vụ trong cơ thể, sẽ được tiết ra qua thận, gan và các cơ quan khác, sẽ loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể thông qua quá trình tiêu hóa và tiểu tiện.